Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi 8 trò. Đầu tiên là trò Screen Lớp. Mọi người hãy like và chia sẻ cho mình nha mọi người, để mình có động lực phát triển nhiều game hay cho mọi người xem nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thank you.